C, số 6 C, số 7 D và số 8 là B. Đấy. Rồi, bây giờ mình xuống câu số 9 tới câu số 12 với các thầy cô. Câu số 9. Một nhân vật tên là Andrea. Câu số 9 hỏi là cái môn thể thao nào? Which sport did Andrea say she started play first? Đó. Trong ba cái môn sau đây, môn nào mà bạn Andrea bắt đầu chơi đầu tiên? Là có football, ice hockey và basketball. Đầu tiên nha, first. Rồi, câu số 10. Andrea says that she first started playing ice hockey after. Tức là bạn Andrea này, bạn nói rằng bạn bắt đầu chơi cái môn ice hockey sau khi cái gì? Tức là sau cái sự kiện nào mà bạn ấy đã bắt đầu chơi môn ice hockey. Câu A là watch a family member play, có một cái thành viên trong gia đình chơi. Hay là câu B, seeing a game on television, xem TV thấy người ta chơi. Hay là câu C, talking about it with her friends, nói chuyện với bạn về cái chuyện đó. Về cái chuyện chơi môn ice hockey á. Thì điều nào khiến bạn ấy quyết định chơi môn ice hockey? Có phải là do bạn ấy nhìn thấy family chơi hay không? Hay là bạn ấy xem TV? Hay là bạn ấy nói chuyện với bạn về cái chuyện đó? Và câu số 11. Why does Andrea think that playing against boys is important? Tại sao? Bạn Andrea nghĩ rằng chơi thể thao mà chơi với nhóm con trai thì nó quan trọng. Hay là câu C, nó tăng cái sự tôn trọng cho những cái bạn chơi môn này mà là nữ. Rồi câu câu 12. Andrea says that people who want to start playing ice hockey should cái gì? Có nghĩa là bạn Rồi câu B là buy good equipment, mua những cái thiết bị tốt. Chị equipment hồi nãy mình gặp trong cái bài nhóm nhạc rồi đó. À, mua thiết bị tốt. Hay là câu C, learn the rules, học cái quy luật, cái cách chơi, cái quy tắc chơi của môn này. Learn the rules, vậy là cái chữ rules. À. Rồi bây giờ mình nghe ha. This is the end of part one. Now, go on to part two. Now you will have some time to look at part two. We will tell you when part two begins.
No recuerdos. Part 10. Questions 9 to 20. In this part, you will hear three conversations. The conversations will not be repeated. There are four questions for each conversation. For each question, choose the correct answer. A, B, C, or D. Questions 9 to 12 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 9 to 12. Câu 9B, giờ là có nghe chứ? Welcome, Andrea. You're an expert ice hockey player now, but when did you start playing? Not until about 3 years ago, actually, so quite recently. I gave that up for a while when I got into football about 5. Ông nào mà bạn ấy chơi lúc mà 5-6 tuổi, 5 or 6, đó là cái mình lấy cái nào nhỏ tuổi nhất. Phải không nghe, phải phút con nghe, gọi nghe lại nè. Again. Mình lấy cái tuổi nhỏ nhất là nó first, đó đầu tiên đó. But started playing again once I'd lost interest in football. How did you first? Ở lại. Môn nào chơi trước? Welcome, Andrea. You're an expert ice hockey player now, but when did you start? I've come a long way quite quickly. I've always loved sport though, and have played basketball since I was 5 or 6. Mới có 5-6 tuổi là chơi cái môn đầu tiên là basketball. Ok, câu C nha. Đó, câu C. Thì mình dựa vào cái số tuổi nha. Cổ kể là hồi nhỏ tôi bắt đầu chơi môn đầu tiên lúc 5-6 tuổi là tôi đã bắt đầu basketball rồi. Basketball. Rồi, bắt đầu. Đối với cái môn ice hockey này thì tại sao mà bạn này lại bắt đầu có cái quyết định là bắt đầu chơi? Sau cái sự kiện gì? I gave that up for a while when I got into football about 5 years ago, but started playing again once I'd lost interest in football. How did you first become interested in playing ice hockey? My brother's into it, and I used to go to his games. His team wasn't very good, though, so I didn't think of it as something I actually wanted to do. That moment came when there was a professional match on a sports program I was watching. I knew... Đó. Câu chuyện là gì? Ông hỏi là bạn thích, bạn bắt đầu chơi ice hockey khi nào? Cái bạn Andrew mới kể là ông anh tôi, ông chơi môn này, ông có chơi môn này cho nên là ông thường dắt tôi đi coi, ông với mấy cái nhóm của ông chơi. Nhưng mà cái thời điểm đó là sao? Nhóm này chơi dở quá, cho nên là tôi không có cái hứng thú gì hết. Mãi cho đến khi tôi xem một trận đấu professional match, tức là một trận đấu chuyên nghiệp trên TV, thì tôi bắt đầu có ý định tôi chơi. Rồi mọi người nghe lại ha, nguyên cái đoạn này. Team wasn't very good though, so I didn't think of it as something I actually wanted to do. Đó, it wasn't very good though, tức là cái nhóm này chơi không có hay, cho nên là tôi chơi tôi cũng không có nhìn đi xem họ chơi cái game này xong cũng không có cảm hứng gì hết. Moment came when there was a professional match on professional match, trận đấu chuyên nghiệp. A sports program I was watching. I knew then I wanted to try it. Đó, và sau khi xem cái trận đấu professional đó cũng nói là I wanted to try it và bắt đầu tôi đã muốn chơi rồi. Vậy thì đáp án của mình cho câu số 10 là gì ạ các thầy cô? Câu B chính xác, very good, right? Vậy là có xem trận đấu chuyên nghiệp xong rồi mới thích chứ nhìn cái ông anh trong nhà chơi cái môn này chơi dở không? Nên là câu A mình cũng chọn là như vậy đó. Rồi, bạn này bạn chơi môn này thì bạn có những cái trận đấu bạn đấu với mấy nhóm của nam. Thì bạn này nói gì về cái việc đó? Có phải là tăng kỹ năng không? Hay là chứng minh rằng nữ cũng có chơi môn này? Hay là tăng... The friends did too. So we all started playing together.
You sometimes play against boys' teams. How important is that? Very. There are as many girls playing ice hockey now as there are boys, which is great. To develop my talents. Develop my talent. Trời, cái này là quan trọng ha. Chơi với boy. Hỏi tại sao chơi với boy? Tại vì chơi với mấy nhóm boys này nó giúp để develop my talent. Nó giúp cho tôi phát triển cái tài năng của tôi hơn. Thế thì phát triển tài năng nó đồng nghĩa với cái gì ạ? Phải là cái tài năng, cái kỹ năng trong môn đó không? Cho nên là chúng ta sẽ chọn câu A. It improves her own playing skills. Ok, câu A ha. Tiếp theo, bạn này khuyên những người mà muốn chơi cái môn ice hockey này nên làm cái gì? Nên đi kiếm câu lạc bộ hay là nên đi mua thiết bị hay là nên học cái luật? How did you feel when you were chosen for the national under-16s team? I've been really happy with how I've been playing for my club and felt I could do just as well at a higher level. There'd been a lot of talk about me being picked, so I kind of knew it was coming. It was great for my parents too. They felt great having a daughter in the national team. Are the national team matches your favorite games? Not always, even though some of them are big games and appear on national television. If a game's close because both teams are good, then it's fantastic for the crowd to see and better to play in because of that. It's far more interesting than scoring loads of goals because we're so much better than the other team. Any advice for people wanting to start playing ice hockey? You can spend hours reading books about what you can and can't do. But there's no better way of becoming good than playing. So borrow some skates and a stick if you need to. You can buy your own later and join a team so you can start playing straight away. Join a team, right? Có nói là join a team. Là cái cách tốt nhất mà bạn phải làm khi bắt đầu là phải có một cái nhóm. Tức là một cái đội để mình thực hành. Thì nó đồng nghĩa với câu A ha. Find a club. Thank you, Andrea. Rồi đó là câu A, câu 12A các thầy cô. Và chúng ta sẽ có là câu số 9 là C, câu số 10B, 11A và 12 là câu A. Ok. Rồi, 13 tới 16 về một cái bạn tên là Column. Câu 13, bạn Column này đã học cái cách thành lập một website như thế nào? Bạn setting up a website. Có phải là bạn nhờ bạn học ở trường hay không? Hay là bạn xài cái thông tin trên mạng, tức là lên trên mạng tự tìm thông tin á, information online. Hay là có một cái thành viên trong gia đình dạy bạn ấy để làm điều này. Tức là bạn đi xây dựng một cái website á, thì ai chỉ bạn, học ở trường hay là tự mài mò thông tin trên mạng, hay là có cái family member giúp, có cái người trong gia đình dạy. Câu số 14. Why did Column decide to set up a book review website? Bạn Column tại sao lại quyết định làm một cái website về review sách? Tại sao? Cái lý do gì mà bạn muốn làm một cái website để mục đích là review sách? Câu A là develop teenagers' writing skills, để mà phát triển cái kỹ năng viết cho mấy bạn tuổi teen, mấy bạn trẻ đó. Câu B là encourage teenagers to read more, khuyến khích những bạn trẻ đọc nhiều hơn. Hay là câu C, to create an online discussion among teenagers, tạo một cái diễn đàn thảo luận cho mấy bạn trẻ. Vậy là cái thứ nhất là tăng kỹ năng viết nè. Cái thứ hai là khuyến khích đọc. Cái thứ ba là tạo diễn đàn thảo luận. Lý do nào trong ba cái này là lý do khiến bạn Column quyết định làm một website về review sách ha? Câu số 15. How did Column feel when his site first went online? Bạn Column này mới đầu cảm thấy như thế nào khi mà cái website của bạn ấy được lên online, được thành lập xong ấy? A là bạn hài lòng, pleased có nghĩa là hài lòng. Hài lòng với cái quality của nó. Quality có nghĩa là chất lượng đó thầy cô. Quality nữa nè. Quality là chất lượng. Hài lòng với chất lượng. Hay là câu B, certain it would be popular. Bạn ấy chắc chắn rằng nó sẽ phổ biến. Certain.
popular, popular, kiểu này như mình gặp rồi, phổ biến. À, mình gặp hôm qua cái bạn, sorry, phổ biến mình phổ bạn. Phổ biến ha. Cái chữ popular mình gặp hôm qua ở cái bài mà về cái cách người ta bài trí mặt hàng, nhớ không? Bài mặt trí mặt hàng. Mặt hàng nào mà phổ biến thì đặt ở đâu? Đó, cái bài hôm qua ha. Rồi, vậy là câu B có nghĩa là bạn này chắc chắn rằng cái website của bạn sẽ được phổ biến, sẽ nhiều người biết tới. Hay là câu C, positive, it would achieve its aims. Bạn ấy lạc quan rằng, positive là lạc quan, là tích cực, tức là cảm giác lạc quan rằng cái website nó sẽ đạt được cái mục đích của nó. Ở đây chúng ta có chữ achieve là đạt được ha. Achieve. Achieve. Đạt được. Còn aim nó có nghĩa là mục đích. Lạc quan rằng nó sẽ đạt được mục đích của nó. Câu số 16. What is Column's new website for? Cái website mới của bạn Column về cái gì? À, câu A là về dùng âm nhạc để giúp mọi người. Using music to help people. Câu B là presenting new music. À, trình bày những cái nhạc mới. Hay là câu C, learning how to play music. Học cái cách chơi âm nhạc, play music. Rồi, ok, mình nghe ha. Questions 13 to 16 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 13 to 16. Callum, you have a popular book review website. How did you learn about setting up a website? I first learned to write computer programs when I was 11. We created instructions in class to control a little robot. My mom works in IT though, and she showed me how to use similar skills to create my own pages online. There are hundreds of websites about this too, but I found them quite confusing. Why did you Tại sao mà bạn này bạn học cái cách bạn làm website được đó thì cô? Bạn ấy kể rằng ở trong đây, my mom là câu 13, mình chọn đáp án là câu C. Đây, mình nghe nói cho thầy nha. First, take some time to read the questions 13 about setting up a website. I first learned to write computer programs when I was 11. We created instructions in class to control a little robot. My mom works in IT though, and she showed me how to use similar skills to create my own pages online. Đó, mẹ dạy cách mà sử dụng những kỹ năng đó đi, gộp lại để thành một cái website được. Đó là có mẹ dạy. Đây là mình dựa vào cái chữ my mom ha. Mom. Rồi, tại sao mà bạn ấy lại chọn cái website làm về book review? There are hundreds of websites about this too, but I found them quite confusing. Why did you decide to set up a book review website? I'd seen an article about teenagers not reading enough and was wondering about possible solutions to this. My best friend's into video games and writes reviews for various websites. These sites seem to encourage teenagers to play more games. So I thought it must be possible to do the same with reading. It's not. Rồi, khi mà tôi tìm hiểu, tôi thấy là cái thực trạng bây giờ mấy bạn trẻ ít đọc sách quá. Và bạn của tôi có set up một cái website về chơi game. Và sau khi cái website đó được làm xong thì khuyến khích người trẻ chơi game. Cho nên tôi khi mà làm website về book review thì tôi cũng nghĩ rằng cái mục đích của tôi cũng có thể đạt được tương tự như vậy. Tức là cũng sẽ khuyến khích được người trẻ đọc sách. Thế thì câu 14 mình sẽ đi cái đáp án là câu B các thầy cô. To encourage teenagers to read more sách.
Đấy, đáp án mình là câu B. Yes. Đây mình nghe lại chỗ này. When I was 11, we created instructions in class to control a little robot. My mom works in IT, though, and she showed me how to use similar skills to create my own pages online. There are hundreds of websites about this, too, but I found them quite confusing. Why did you decide to set up a book review website? I'd seen an article about teenagers not reading enough and was... Teenager not reading enough? Mấy bạn trẻ bây giờ không có đọc đủ nhiều. Wondering about possible solutions to this. Và tôi muốn có một cái solution, một cái biện pháp để giải quyết cái việc này, chính là bạn muốn khuyến khích người trẻ đọc nhiều hơn. Rồi câu số 15. How did Callum feel when his first site went online? Bạn cảm giác như thế nào khi mà cái site bạn ấy lúc đầu được lên online? My best friend's into video games and writes reviews for various websites. These sites seem to encourage teenagers to play more games. So I thought it must be possible to do the same with reading. It's nice to see teenagers exchanging opinions about literature rather than video games. How did you feel when your site first went online? I was nervous, of course, but I couldn't believe how well it worked. But you... How well... chạy tốt đến như vậy thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là A hay B hay C? Câu A đúng rồi, có nghĩa là bạn ấy hài lòng với chất lượng, đúng không? Hài lòng với chất lượng. So pleased with its quality. Rồi câu A ha. Hài lòng với chất lượng của website. Câu số 16. Và bạn ấy sắp làm một cái website mới nữa. Và làm về cái gì? When a site looks as good as mine did, you can never be sure that people will like it. And if it ends up not being popular, there is no way you'll achieve what you've set out to do with the site. You have school, your website, and a social life. What's a typical day like? You'd think I'd never have a chance to relax, wouldn't you? But it's rarely that busy. I certainly don't have many opportunities to get bored, as everything I do throughout each day is so different. I make a plan each evening for what I want to achieve the next day, which I usually stick to. What would you like to be doing when you're 18? Many website designers have ambitions to join one of the huge technology businesses based in the USA. I want to stay close to my family in Canada, though. I've thought about studying computer science. However, I learn better by doing than by studying, so I prefer to have my own web design company than go to college. Tell us about your new website. I wanted to create something about music. When I looked online, I found very little on how music supports people through difficult times. Music support people. Câu bạn ấy vừa mới nói là music support people. Đó, support là gì? Support là help chứ còn gì nữa? Nè, music support people. Cái câu full của bạn ấy nè, through difficult time. Câu bạn ấy vừa nói là câu này. Music support people through difficult times. Tức là bạn ấy muốn làm một cái website nơi mà âm nhạc có thể support con người qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của họ. Thì chính là help people đó. Đây là câu A các thầy cô. Alright, câu A. Bây giờ 17 tới 20 ha. 17 tới 20. Một cái bài nói về bạn Jasmine, một cái nhân vật nữ tên là Jasmine. Và bạn này đi một cái flying experience day, tức là trải nghiệm cái việc mà bạn ấy bay á, máy bay. Có thể là những cái chiếc trực thăng hoặc là bay tàu lượn dù gì đó, không biết. Nhưng mà câu thứ 17 hỏi là tại sao bạn Jasmine này lại quyết định thử cái trải nghiệm này, tức là bay. Câu A, lý do là tại có người giới thiệu. Some people recommended. Có ai đó giới thiệu ha. Recommended nghĩa là giới thiệu. Hay là câu B, bởi vì bạn ấy muốn trở thành pilot. Bạn muốn trở thành phi công. Hay là câu C, to see her area from high up. Để nhìn thấy được cái khu vực bạn ấy sống từ trên cao.
Vậy một trong ba cái này, cái nào là lý do? Một cái là có người giới thiệu thử, một cái là tại do bạn muốn trở thành phi công, một cái là do bạn muốn bay lên cao để nhìn thấy cái khu vực nhà của mình ở phía dưới. Và câu số 18. How did Jasmine feel at the beginning of the flying experience day? Cái lúc mới bắt đầu á, lúc đầu beginning thì bạn này cảm thấy như thế nào? Câu A là bạn ấy căng thẳng tại vì sợ mắc lỗi. Nervous là căng thẳng ha. Còn mistakes là lỗi. Câu B, worried about how small the plane was. Có nghĩa là bạn ấy lo lắng tại vì cái chiếc máy bay nó nhỏ quá. Cái chiếc plane này nó nhỏ quá. Thế thì chỗ này sẽ là worried là lo lắng nè. Và chiếc plane, máy bay này nó small, nó nhỏ. Hay là câu C, bạn ấy disappointed, bạn ấy thất vọng. Disappointed, bạn ấy thất vọng. Thất vọng với cái gì? Với cái arrangement, với cái sự sắp xếp, tức là về cái khâu ban tổ chức á, sự sắp xếp. Nha. Rồi. Thất vọng với cái arrangement. Câu số 19. What did Jasmine think about the training she did before the flight? Trước khi mà bạn ấy bay thì nó có một cái khóa đào tạo, khóa huấn luyện, thì trong tiếng Anh mình gọi nó là training. Training. Và bạn này cảm giác như thế nào về cái training này? Câu A là it was badly presented, dạ dở quá, họ trình bày dở quá. Hay là câu B, it was done too quickly, họ dạy nhanh quá, họ đi bài quá nhanh. Hay là câu C, some of it wasn't useful, một phần trong đó, một số phần trong đó nó không có hữu dụng lắm, không có giúp ích được nhiều lắm. Ok, vậy là some, nó not useful, wasn't useful. Và câu 20, which experience day would Jasmine like to try most? Và cái trải nghiệm nào khác mà bạn này muốn thử? Horse riding, cưỡi ngựa. Deep sea fishing, câu cá đại dương. Deep sea, câu cá dưới biển. Hay là sport car driving, lái. To read the questions. Stop there. That made me want to look for more. Okay. On a flying experience day and actually flew a plane with the help of a qualified instructor. What made you decide to do this? A friend of mine tried it a while ago. Even though she wasn't especially positive about it, as she'd been quite frightened, she told me she'd noticed her house while she was up there. That made me want to look for mine too. Sao ạ? Tôi có một người bạn và bạn này đã đi thử cái trải nghiệm này rồi. Và bạn ấy kể lại là khi mà bay lên cao á, thì cô nhìn được cái nhà của cô ấy phía dưới, nhìn xuống phía đất thấy nhà của cô ấy. Cho nên là tôi cũng muốn thử để nhìn cái nhà của tôi từ trên cao. Vậy là câu C, một số bạn ta nghe trước không? Chọn câu C. Ok, to see her area from high up. Yes. Muốn bay lên cao để nhìn xuống thấy cái nhà mình ở dưới. Câu số 18. Mới đầu thì cô cảm giác như thế nào? Khi mới đầu trước khi bay á, cảm thấy như thế nào? Also enjoy a different view of the local countryside. It wasn't like I wanted to fly planes professionally or anything. How did you feel at the beginning of the day? When I saw the aeroplane we'd be using, I couldn't believe that something that size could actually take off with two people in it. The organization of everything was so efficient, though. When I first saw the plane, I couldn't believe something like that could take up with two people. Có nghĩa là gì? Bạn nam hỏi là bạn cảm giác như thế nào trước cái ngày bạn bay? Thì bạn nữ nói là một cái điều là khi mà tôi thấy chiếc máy bay, tôi không tin được là một cái vật như vậy có thể cất cánh mà chứa được hai người trong đó. Tức là sao? Bài khúc này nè.
bay lên trên được, nó nhỏ quá. Đáp án là câu B. Yes, đúng rồi. Vậy là cô worry đúng không? Cô lo lắm. Cái small nó nhỏ quá. Rồi cái khóa đào tạo thì sao? Khóa đào tạo trước khi mà họ bay, cái khóa training này như thế nào? The organization of everything was so efficient though that I'd soon forgotten about any doubts I'd had. I'd watched some online videos and flying looked quite easy, so I was confident I could do that well. What training did you do before you got in the... opinion, and one on what the different controls do, which I enjoyed. While what we were told was all essential, I don't think the people running the sessions were actually trained teachers, so they didn't really communicate the information very clearly. Cái khóa đào tạo này tôi không nghĩ rằng mấy người đứng ra huấn luyện là giáo viên chuyên nghiệp. Tôi thấy họ không có chuyên nghiệp, cho nên là họ trong cái cách giao tiếp và truyền tải cái nội dung của bài học chưa có hiệu quả lắm. Đây, cái nội dung của nó là như vậy. Soon forgotten about any doubts I'd had. I'd watched some online videos and flying looked quite easy, so I was confident I could do that well. What training did you do before you got in the plane? We had a session on safety, which needed to be a bit shorter in my opinion, and one on what the different controls do, which I enjoyed. While what we were told was all essential, I don't think the people running the sessions were actually trained teachers. So đó, tôi không nghĩ rằng những cái người chạy cái khóa huấn luyện này họ là những cái giáo viên chuyên nghiệp và họ không có dạy tốt. Rồi. Vậy thì các thầy cô thấy đáp án là cái gì nhỉ? Câu A đúng rồi. Họ dạy dở, cái khóa này không có đưa giáo viên chuyên nghiệp vào cho nên nó là badly presented. Còn 19A ha. Rồi, sau này thì cô này muốn thử cái gì khác nữa, muốn thử cái loại hình gì? They didn't really communicate the information very clearly. And how was your flying instructor? She was brilliant. I'd always imagined that flying instructors would be really cool and quiet people. Yana was like that before we took off, but quite different in the air. She never stopped chatting and making me laugh by saying funny things. She said afterwards she does it to help people to relax. And what about the flight? It was amazing. One of the most exciting things I've ever done, although I was kind of expecting that. When we landed, it felt like we'd been up there for hours, although it was only about 30 minutes in reality. In some of the reviews on the website, people said they were exhausted afterwards, but I was just the opposite. So has this made you want to try other experience days? Definitely, yes. I had a look at the company's brochure and there were loads I'd like to try. I've never been horse riding, so that's something I wouldn't mind doing. First on my list, though, would have to be driving a sports car. First on my list, there would be driving a sport car. Tức là nếu mà bạn hỏi tôi muốn làm gì tiếp theo thì cái danh sách đầu tiên trong cái tôi sẽ sắp xếp đầu tiên sẽ là cái driving a sport car. Tức là tôi thích đầu tiên nhất là tôi thử lái xe hơi mà thể thao. Là câu C nha. Sport car. Rồi, ok. Vậy là câu số 17 C. Câu này lái lên cô bài bởi vì cô nếu mà cái nào khó quá thì mọi người chú ý nghe cái cách mà mình giải thích, mình kể câu chuyện là mọi người nhớ chi tiết thì mình sẽ khoanh được. Nếu mà mình nghe mình thấy không có thấm nổi thì mình còn cái cách là mình nhớ câu chuyện. Câu số 21 hỏi là cái chủ đề của cái bài giảng này là gì? What features reptiles have? Câu A, cái chữ này có nghĩa là bò sát không? Các thầy cô, reptile, bò sát. Chủ đề chính là gì? Câu A là những cái tính chất của lớp bò sát, feature, đặc điểm tính chất của lớp bò sát. Hay là câu B, những cái animals, những cái nhóm động vật được chia như thế nào. Hay là câu C, why reptiles are the best animals. Những cái con bò sát này, tại sao nó là những cái động vật ok, tốt nhất, tuyệt vời nhất. Hay là câu D, how mammals and reptiles are different.
cái nhóm động vật có vú và những cái lớp bò sát này nó khác nhau như thế nào. Right. Rồi. Câu 22. According to the lecture, what is the characteristic of vertebrate? Cái con này là gì mình cũng quên rồi, để mình tra lại nha. I don't remember. Rồi, vertebrate là con gì đây? Động vật có xương sống. Động vật có xương sống. Rồi, vậy cái vertebrate là động vật có xương sống, có thể con cái chữ này. Thế người ta hỏi rằng cái tính chất nào sau đây là tính chất của cái nhóm động vật có xương sống, những con có xương sống. Câu A là they have backbones, xương sống lưng, backbones, xương phía sau á. Hay là câu B, they can hold the breath in water, nó giữ cái hơi nó được, giữ cái hơi thở nó trong nước được. Hay là câu C, they shed their skin, nó lột da. Shed the skin, nó lột da, tức là cái lớp da nó lột ra. Hay là câu D, they are cold-blooded, nó là động vật máu lạnh. Cold-blooded là máu lạnh ha. Right, câu 23. How is the green anaconda different from most reptiles? Cái con trăng xanh anaconda, anaconda. Nó khác gì so với những loài bò sát khác? Con trăng xanh, anaconda. Khác gì với những loài bò sát khác? Câu A là nó có dry, tough and scaly skin. Là con trăng xanh nó có cái da, nó có cái lớp vảy. Từng lớp, nó cứng và nó khô. Hay là câu B, it had claws on toes. Nó có cái móng vuốt. Claws là cái móng vuốt trên cái bàn chân. Móng vuốt trên bàn chân. Hay là câu C, nó thở bằng phổi. Nó thở bằng phổi. Breathe by lung, with lung. Hay là câu D, it gives birth to baby, nó đẻ con. Cái này các thầy cô là mình có kiến thức về sinh học, chắc mình đoán cũng được. Con trăng xanh nó khác gì so với những bò sát khác? Có phải là cái da nó khác không? Hay là do cái chân nó có cái móng vuốt? Hay là nó thở bằng phổi, hay là con trăng này nó đẻ con, trăng xanh đẻ con. Rồi câu số 24. According to the lecture, which of the following is true? Sao theo cái bài giảng thì những cái điều dưới đây đều nào đúng? Điều nào đúng nha? Câu A. Only some reptiles have waterproof skin. Chỉ một vài loại bò sát nó có cái da chống thấm nước. Chống thấm nước, sorry. Rồi. Tức là da nó không có thấm nước, da nó hoàn toàn có thể chống nước được, waterproof. Rồi, câu B, some reptiles do not have any legs, một vài con động vật bò sát không có chân nào cả, không có cái chân nào hết. Some ha. Một vài con động vật bò sát không có cái chân nào hết. Hay là câu C, most reptiles breathe through the skin, đa số loài bò sát nó thở qua cái da của nó. Hay là câu D. The eggs of reptiles are generally hard. Cái trứng của những con bò sát này nhìn chung là nó rất là cứng. Vậy thì những cái câu đó, câu nào đúng về những con bò sát này thì mình chọn ha. Rồi, ok. Rồi, câu 25. What is not mentioned in the lecture? Trong bốn điều sau đây, điều nào không được đề cập trong cái bài giảng? Thì cái nào mình không có nghe thì nó chính là đáp án ha. Không nghe người ta nói. Câu A, why some reptiles hibernate? Tại sao một số loài bò sát nó ngủ đông? Hibernate nghĩa là trú đông, ngủ đông. Câu B, how young reptiles are born? Cái cách mà những cái con non, những con bò sát non nó được sinh ra như thế nào? Young là con nhỏ, con non, born là được sinh ra. Câu C, where most reptiles live? Những cái nơi mà những con bò sát này nó sống là ở đâu, đa số sống ở đâu. Hay là câu D, những cái con nào được xếp vào nhóm bò sát, những cái animal nào được xếp vào nhóm bò sát. Ok. Rồi. Đối với này các thầy cô mình cứ nghe một lượt qua đi ha, rồi ai mà được câu nào thì mình cứ trả lời, còn không thì bên này họ sẽ giải thích cho mọi người từng câu và mình nhớ cái chi tiết đó ha. Tại vì cái bài này nó bị chuyên đề sinh học rồi. Okay, now let's listen.
And after that would come deep sea fishing. C-O-D. Questions 21 to 25 refer to the following talk. First, take some time to read the questions 21 to 25. As you know, there are six common animal groups: mammals, birds, reptiles, fish, amphibians, and insects. So far, we've studied two of them, mammals and birds. Today, we're going to learn about reptiles. Can you name some reptiles? Snakes, lizards, turtles, tortoises, what else? Yes, alligators and crocodiles. They are all reptiles. Let's take a look at what those reptiles have in common. First, they have Rồi, tới đây chúng ta chọn được câu số 21. Thế là cổ khái quát được cái nội dung chính của cái bài nói hôm nay, cổ sẽ nói về cái gì ạ? Câu A là cái những cái tính chất, những cái đặc điểm của những cái loài reptiles. Yes, chính xác, câu A. Câu A, yes, right. Thế cô chọn câu A ha. Cô nói là tôi sẽ nói về bò sát ấy. Ok. Cậu nói là bữa trước mình đã nói về rất là nhiều loài khác rồi, và động vật được chia thành những nhóm này 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 nè. Và hôm nay mình sẽ nói riêng về reptiles, bò sát thôi. Vậy là mình chọn câu A. Rồi, đối với những cái con động vật có xương sống thì sao? Thực ra câu 22 này, mình nếu mà mình biết cái nghĩa của chữ vertebrae thì mình sẽ chọn được luôn cái đáp án. Tough and scaly skin. Also, their skin is thick and waterproof to keep moisture from leaving the body. One interesting thing is most reptiles shed their skin as they grow. Second, they usually have short legs and toes with claws, but some, like snakes, have no legs at all. Third, they breathe with lung. Nó bị hút rồi. Hello, đợi chút xíu. Definitely, yes. For conversation. For... And crocodiles. They are all reptiles. Let's take a look at what those reptiles have in common. First, they have dry, tough, and scaly skin. Also, their skin is thick and waterproof to keep moisture from leaving the body. One interesting thing is most reptiles shed their skin as they grow. Second, they usually have short legs and toes with claws. But some, like snakes, have no legs at all. Bài này đọc hơi lộn xộn, cái này cô không lên thứ tự. Cái thông tin cổ vừa đọc vừa rồi á, nó giúp mình chọn được câu số 24. Cổ vừa nói là gì? Một số cái con bò sát nó không có chân, có ví dụ như con snakes, con rắn. Vậy thì đáp án của câu 24 mình chọn là câu gì? Một, cô kể ra là con rắn không có chân nè. Đó, đây là câu B ha. Some reptiles do not have any legs. Đây. Một số con không có chân. Rồi. Mình nghe tiếp, mình đọc lộn xộn quá thì mình cứ theo cái cách cô đọc là mình mò cái câu ha. Third, they breathe with lungs. So, some ocean reptiles such as sea turtles and sea snakes have to hold their breath when they are underwater. Fourth, they are cold-blooded. That means when it is cold, they would die because their bodies and blood become too cold. That's why reptiles in cold climates hibernate during the winter. Fifth, they are vertebrates. In other words, they have backbones like birds and mammals. Câu vừa rồi giúp mình chọn cho câu số 22. They are vertebrates. That means they have backbones. Và một cái đặc điểm nữa là cái nhóm động vật này What answer? Câu gì? Cho câu số 22 á. Câu A đúng rồi. Câu A. Yes. Okay. Tức là nhóm này nó có xương sống. Sống lưng. Xương sống lưng. Okay. Rồi tiếp ha. Six. Most reptiles lay eggs. The eggs... Đa số những con động vật bò sát này đẻ trứng. Và mình phân tích từ từ nha. Nó đẻ trứng. They're usually soft and flexible.
But some reptiles can give birth to babies. For instance, the green anaconda carry... Và một số loài thì nó không có đẻ trứng như là nhóm chung. Một số loài bò sát nó vẫn đẻ con. Ví dụ là cái con green anaconda. Vậy thì cái con này nó khác. Đồng loại của nó ở chỗ là nó không có đẻ trứng mà nó đẻ con. Thế thì câu 23 các thầy cô sẽ chọn đáp án là câu D. Đúng rồi, very good. Rồi đáp án là câu D ha. Nó đẻ con trăn này đẻ con. It gives birth to baby. Okay, rồi. Vậy là nãy giờ mình làm được ô 21 xong 22, 23, 24. Rồi còn câu 25. Sits eggs for 6 months inside the body until they hatch. Then 20 to 40 babies are born in the water at the same time. Now get ready to answer some questions about the lecture. Okay. Vậy thì cái điều nào mà họ không có đề cập? Cái câu à, why some reptiles hibernate có nói không ạ? Ngủ đông á. Có nói. Cái khúc giữa là có nói về cái câu A có nói. Câu B, cái những cái con non reptile được sinh theo cách nào có nói không ạ? Có luôn, là nói đẻ con rồi đẻ trứng là có nói. Rồi, cái câu D, what animals are reptiles? Những cái ví dụ động vật nào thuộc nhóm bò sát có nói không ạ? Vẫn có luôn, cậu nói là snakes, là anaconda, là những cái con đưa ra ví dụ đó. Chỉ có cái câu C, where most reptiles live, là không có nói thôi. Không có nói là nó sống ở những cái nơi nào. Vậy là mình chọn đáp án là câu C ha. And so the answer is C, where most reptiles live. Rồi, ok. Rồi, tức là cái nơi sống của nó thì không có nghe nói. Mình chọn câu C ha. Và vậy chốt lại các thầy cô, câu số 21 là câu A, đặc điểm của những bò sát. Câu số 22, vertebrae là những cái con nó có backbone, là xương sống. Con green anaconda, con trăn này, thì nó đẻ con. Chọn câu D. 24, cái điều nào mà đúng, thì điều đúng là một số con bò sát không có chân. Do not have any leg. Rồi câu 25, một điều họ không có đề cập đó là những cái nơi sinh sống của những con bò sát này, đó là câu C. Ok. Rồi 26 tới câu 30. Này quen dữ ta. Cái này hơn của các thầy cô nó trùng lại. Mọi người nhắc đáp án giùm Thảo xem nhớ là câu 26 đáp án nào. Checklist nè. Ai xài checklist đáp án là gì ạ? Câu C, very good, rồi, tuyệt vời câu C. 27, thông tin, muốn biết thêm thông tin thì lấy được ở đâu? Post hay là website hay là from the local? À, website, đúng rồi, chọn câu B ha. Hên quá nó trùng lại. Nếu mà muốn tránh nắng thì sao? Thì đừng ra nắng, thì phải avoid direct sunlight, câu B ha. Đôi giày, tốt, thì sao? Good walking shoe nè. Nó làm gì mình? Nó support the feet. Câu A. Yes. Okay. Hiểu biết về những cái phong tục tập quán thì tránh làm cho mình sao? Cái gì mà problem hồi nãy đó. Tránh trouble. Đúng rồi. Câu C. Ok. Câu C. Rồi đỡ quá. Được 5 câu. Rồi 5 câu cuối cùng. Xong 5 câu này mình nghĩ hết thì còn 5 câu cuối cùng. 5 câu này nó nói về cái tàu Titanic. Cái thảm họa chìm tàu Titanic. Ok, rồi câu 31 nó hỏi là cái main topic, chủ đề chính của cái bài giảng này là gì? Cái ý A là cái chi tiết về tàu Titanic và cái vụ chìm tàu thương tâm này. Cái detail là chi tiết nè, và cái vụ sinking. Sinking có nghĩa là chìm đó các thầy cô, chìm tàu. Câu B, a history of the rivalry between Carnarvon and White Star Line. Cái lịch sử về cái mối thù giữa, giống như là đối thủ với nhau á, mối thù đối thủ với nhau giữa Cunard và công ty White Star Line, giữa hai cái chỗ này. Hay là câu C, the design of the Titanic and the reason it was made. Cái thiết kế của tàu Titanic và cái lý do mà cái tàu này được xây dựng. Hay là câu D, explanations of the attraction of the Titanic. Những cái giải thích, explanation là giải thích về cái sự attraction, thu hút của con tàu này. Đó là câu 31 ha. 32,
cái điều nào không đúng. Not true là không đúng mà các thầy cô. Điều nào sau đây không đúng về cái tàu Titanic? A là tàu này khá là lớn, large size. B là tàu này được well equipped, tức là trang bị kỹ càng cho cái sự an toàn. C, tàu này được đóng bởi công ty White Star Line, tức là White Star Line là công ty chủ của nó. Hay là câu D, tàu này nó rất là sang trọng và rộng rãi. Nếu mà các thầy cô có xem qua cái bộ phim Titanic rồi thì cái câu 32 hoàn toàn mình đoán được. Có thể cô đoán câu 32 đáp án nào? Tàu lớn hay là nó trang bị cho an toàn, tức là bốn cái này cái nào không đúng về tàu Titanic. Nếu mà nó đã an toàn thì nó đâu có chìm. Đúng không? Nếu nó được trang bị an toàn thì tàu đâu có chìm. Cho nên là trong bốn cái này các câu sai có khả năng rơi vào câu B. Rõ ràng tàu này không có được well equipped cho cái safety, nó nên nó mới chìm, đúng không mà? Cho nên mình để ý một lát, 32 khả năng rơi vào câu B. Rồi câu 33. How does the teacher explain the size of Titanic? Cái người giáo viên này đã giải thích cái kích cỡ của tàu Titanic bằng cái cách nào? À, giải thích về cái size, cái kích cỡ của tàu Titanic bằng cách nào? A là bằng cái việc so sánh Titanic với những cái con tàu khác, với những con tàu đối thủ. Hay là câu B, đề cập tới cái measurement, tức là cái số đo của tàu Titanic. Nói về cái số đo của tàu Titanic. Hay là câu C, showing the actual model, đưa cái bản mẫu thực tế của tàu Titanic. Hay là câu D, đưa cái lý do mà cái tàu Titanic tại sao nó lớn như vậy. Huge. Huge có nghĩa là rộng lớn. Thì trong bốn cái này, ông giáo viên ông dùng cái cách nào để ông nói về cái kích cỡ của con tàu? À, câu 34 ha. 34 là tại sao mà giáo viên mention cái rudder side of cái tàu Titanic? Rudder hình như mình nhớ là buồng lái. Có thể cô chờ và check lại cái nữa cho chắc ha. Rudder. Mình nhớ là cái buồng lái. Bánh lái, buồng lái. Yes, đúng rồi. Cái này nè các thầy cô. Cái buồng lái, bánh lái phía sau. Nó làm cái hình này nè. Rồi, cái buồng lái, cái bánh lái. À, vậy thì câu 34 nó hỏi là tại sao giáo viên lại đề cập tới cái kích cỡ của cái bánh lái, cái bánh lái tàu á. Đề cập để làm gì? Rồi, chúng ta có câu A là câu này hơi dài nhưng mình nhớ nôm na là cái phần trăm của cái bánh lái tàu, cái kích cỡ phần trăm của nó trong tổng thể chiếc tàu Titanic. À, proportion có nghĩa là cái phần của nó trong tổng thể con tàu là nó lớn thế nào. À, ok. Câu B là to show how well designed the Titanic was. Để mà đưa ra được là cái tàu Titanic này nó được thiết kế kỹ và tốt như thế nào. Hay là câu C, to point out the possible reason why the Titanic sank. Để chỉ ra cái nguyên nhân mà cái chiếc tàu nó chìm. Hay là câu D, to give an example of the Titanic luxurious features. Để đưa ra cho người ta thấy rằng chiếc tàu Titanic này nó sang trọng đến cỡ nào. Thì trong bốn lý do nào là cái việc mà ổng lại mention tới cái rudder, cái kích cỡ của buồng lái ha. Câu 35, câu cuối cùng. What can be inferred from the lecture? Mình có thể suy ra được điều gì? Infer là suy ra. Mình suy ra được điều gì từ cái bài giảng này? À, câu A là the Titanic finally dominated the route to Atlantic. À, cái tàu này cuối cùng cũng đi đến cái địa điểm Atlantic. Hay là câu B, chỉ những người giàu có mới lên được tàu Titanic thôi. Wealthy and noble people could board the Titanic. Hay là câu C, nếu mà tàu Titanic đã chạy top speed, tức là chạy nhanh hết tốc độ, thì chắc có lẽ nó đã không có chìm. À, nếu mà tàu Titanic đã chạy nhanh, đẩy hết tốc độ luôn, thì có thể nó sẽ không chìm. Hay là câu D, cái công ty White Star Line này hình như là không có care, không có quan tâm đến cái safety
là cái sự an toàn của hành khách. Câu 35 cũng đoán được luôn nữa. À, mình tự suy ra là như thế nào? À, có phải là tàu này cuối cùng đi đến Atlantic được? Hay là chỉ những người giàu mới đi được tàu Titanic? Hay là nếu nó chạy nhanh thì nó đã không chìm rồi? Hay là công ty chủ quản White Star Line hình như không có care lắm về cái sự an toàn của hành khách? Rồi nghe nha. 5 câu cuối cùng. Yeah, but you can get extra information from our website. Questions 31 to 35 refer to the following professor's lecture. First, take some time to read the questions 31 to 35. The Titanic was intended as a transatlantic passenger liner for a company called White Star Line. It was planned that the Titanic would run across the Atlantic on weekly express trips. White Star Line wanted to dominate this route, taking business away from its competitor, Cunard Line. At the time, Cunard enjoyed success with their two ships, the Lusitania and the Mauritania, which were the fastest in the world. White Star knew that it would be very difficult to create faster ships to compete against Cunard. So they decided to focus on luxury and comfort with their ship instead. Construction of the Titanic began on March 31, 1909. It was built in a shipyard in Belfast, Ireland, and designed by William Peary, Thomas Andrews, and Alexander Carlyle. The Titanic was 269 meters long and weighed 46,328 tons. Ok, rồi, từ đầu cho tới cái khúc mà mình vừa stop lại, mình sẽ trả lời được câu số 32 trước. Alright, câu số 32. Rồi, cái điều mà not true về cái Titanic đó là câu B, đúng rồi các thầy cô, tức là cái tàu này nó không được trang bị đủ an toàn. Đó. Rồi, vậy là mình làm câu số 32 trước ha. Nó không phải là well equipped. Điều này không đúng. Cái chuyện nó lớn là đúng rồi nè. Không có nói về kích cỡ nè. Cái chuyện nó được chủ quản công ty White Star Line là đúng. Đây là con tàu rất sang trọng và rộng rãi, cũng đúng luôn. Chỉ có câu B là nó không đúng thôi. Em chọn câu B ha. Và cũng mình cũng chọn được tiếp câu 33 luôn các thầy cô. Cái ông giảng viên này ông đã đề cập tới cái kích cỡ, ông giải thích cái độ lớn, cái kích cỡ của con tàu này bằng cái cách nào. Mọi người có nghe được cái con số không? Ông nói là nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu đó. Thì đó là cái measurement, cái số đo. Measurement là cái số đo. Vậy thì đáp án câu 33 mình chọn luôn là câu B ha. Measurement, câu B, số đo. Mọi người nhớ measurement là số đo nha. Rồi, tiếp ha. When afloat, the height from the deck to the surface of the water was 18 meters. At full capacity, the Titanic was designed to carry a total of 3,547 passengers and crew members. It was definitely the largest passenger ship. Also, the Titanic had many luxurious features such as a gym, a swimming pool, libraries, and even a squash court. So, on its maiden voyage, it attracted many rich and powerful people who were thrilled by the size and luxury of the ship. On April 10, 1912, the Titanic set sail for New York from Southampton, England. 2,227 people boarded it on that fateful day. As the ship was crossing the Atlantic on April 14th, it struck an iceberg about 400 miles off the coast of Newfoundland, Canada, which caused the Titanic to sink. Despite sailing in a dangerous area where icebergs were common,
The Titanic was going too fast. Eventually, it hit a huge iceberg and sank. Another problem with the Titanic was the rudder, the device used to steer the ship. For a ship of such a large size, the rudder was relatively small. This meant that turning in an emergency situation was impossible. The Titanic's lack of lifeboats made the disaster worse. Rồi, cái thông tin vừa rồi giúp mình chọn được câu 34. Ông thầy ông bảo là đáng lẽ cái tàu lớn như vậy thì cái rudder nó phải lớn, nhưng mà so với con Titanic này, cái người thiết kế cái rudder nó lại quá nhỏ đi. Cho nên là nó đưa vào một cái phần lý do tại sao cái Titanic này nó sank, nó chìm. Vậy là 34 mình sẽ chọn đáp án là câu C, các thầy con, câu C nha. Cái buồng lái, kích cỡ buồng lái. Rồi. Còn là câu 35. Ổng có nói là gì ạ? Cái số lượng lifeboat, tức là tàu cứu sinh đó, nó quá ít so với số lượng hành khách. Thì điều này mình suy ra một cái là gì? Suy ra cái công ty này nó làm sao? Công ty này nó không có care về cái chất lượng của hành khách. Cái câu chuyện là khi mà đóng tàu Titanic á, đáng lẽ người ta đưa ra cái số lượng tàu cứu sinh là bao nhiêu đây nè. Nhưng mà cái người thiết kế lại bảo là nếu mà sắp xếp bài trí những cái tàu cứu sinh như vậy, nó sẽ giảm cái tính thẩm mỹ của con tàu Titanic. Cho nên là ông quyết định ông giảm số lượng xuống. Ông không để như vậy được tại nó không đẹp. Vậy thì mình thấy rằng cái công ty này nó không có care nhiều về cái sự an toàn của hành khách, mà nó care về cái chuyện khác. Cho nên 35 mình sẽ chọn đáp án là câu nào có thầy cô? Câu D, đúng rồi, cái White Star Line này nó không có care nhiều về hành khách, cái sự an toàn. Cho nên họ rất là bất cẩn trong cái việc bố trí tàu cứu sinh. Thế thì còn lại câu số 31, các thầy cô thấy nãy giờ là cái bài này nó nói nội dung chính là gì? Có phải về con tàu Titanic và lý do nó chìm không? Đáp án là câu A. Yes, very good. Ok, câu A ha. Sorry. Rồi, very good. Sáng nay mình giải được hai bài là các thầy cô làm việc rất là chăm chỉ luôn đó. Là mình đi hiệu quả được hai bài luôn. Mình còn một cái đề cuối cùng là đề số 4. Cho nên chiều nay chắc khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong các thầy cô. Cho nên là chúng ta sẽ gặp chiều nay lúc 1 giờ rưỡi nha. Đến khoảng 2 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi hơn chút xíu là mình sẽ xong cái đề số 4. Ok, so các thầy cô nhớ vào một điểm danh nha. Ở trên hệ thống mình có setup cái điểm danh rồi. Thank you so much and I'll see you at 1:30 this afternoon. Ở chiều nay mình gặp một buổi nữa ha. Ok, thank you. Bye bye các thầy. Yes. Cô cho em hỏi chút cái